Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là ba mẫu máy gieo hạt đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy ba chiếc máy gieo hạt bên em đang có phân phối. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với con VinaFast 988. Đây là dòng mẫu máy gieo hạt nó sử dụng nhựa thì nguyên chất rất là tốt. Đặc điểm của chiếc máy gieo hạt này là nó rất là tốt bền với thời gian, sử dụng khá là dễ dàng. Tuy nhiên là mỗi lần thay đổi khoảng cách, chiếc máy này thay đổi rất là phức tạp và đòi hỏi cái kỹ năng phải rất là tốt mới có thể thay được. Cái nhược điểm lớn nhất của chiếc máy VinaFast 988 này chính là khoảng cách của nó. Khoảng cách tôi đây là khoảng cách tối thiểu của máy, đó là 19 cm, và nó có thể thay đổi một khoảng cách duy nhất, đó là khoảng cách 19. Nó sẽ thay đổi lên 9 cm nữa thành 28. Nó chỉ có hai khoảng cách duy nhất, thế là 19 và 28. Cho nên mẫu này không đa năng lắm, mẫu này thì dùng tốt nhưng mà dùng bền nhưng không đa năng. Sau đây là con VinaFast 989. Con này thì nó sử dụng chất liệu nhựa này, không được dày dặn chắc chắn như con 988. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của chiếc máy này là dễ dàng sử dụng, tháo lắp và thay đổi các khoảng cách rất là dễ dàng. Khoảng cách mặc định ban đầu rơi vào khoảng gần 14 cm. Nó có thể thay đổi rất nhiều khoảng cách như là 18, 20, 22, 27, 31,5. Rất là tiện dụng và nó có rất là nhiều bộ chia hạt có thể trồng các loại hạt khác nhau: ngô, đỗ, tương, đậu, phộng, đậu tương, đậu đỏ, đậu đen, ok, đều có thể trồng ok hết, và chúng ta có thể thay đổi khoảng cách tùy muốn. Phụ tùng theo kèm của nó có đầy đủ khoảng cách để mình có thể thay thế rất nhiều khoảng cách khác nhau, sử dụng vào mục đích trồng cây gì, con gì của mình. Và cuối cùng đấy là mẫu khủng long bạo chúa. Con này rất là to, nhìn quý vị các bạn có thể nhìn thấy tổng thể to hơn hẳn hai con này. Và đây là chiếc máy VinaFast 999 89. Nó cũng giống như con này, nó cũng giống như con 988. Là nó ít khoảng cách để thay thế, nó có khoảng cách tối thiểu đây là 23 cm, 23 hơn một chút. Và lên một khoảng cách nữa là khoảng 26 cm. Và khoảng cách to nhất nó có thể đạt được đấy là 32 cm. Tuy nhiên cái ưu điểm của chiếc máy này đấy là nó có thể bỏ phân. Đây nó có tích hợp thêm một mỏ bỏ phân. Và cái điều đặc biệt nhất đây là bỏ phân nó có thể điều chỉnh, bỏ nhiều bỏ ít bằng con ốc này. Chúng ta điều chỉnh rất là dễ. Các bạn có thể tham khảo trên kênh Điện Máy Bình Dân của tôi để có thể xem được. Cái hộc bên cao này là hộc bên bỏ phân, hộc bên thấp là hộc bên bỏ hạt. Cũng tương đương với cái mỏ bỏ phân, nó sẽ cao hơn mỏ bỏ hạt một chút xíu, khoảng 1,5 cm. Như vậy là mỏ bỏ phân nó sẽ lấp, nó sẽ vùi sâu xuống so với mỏ bỏ hạt khoảng 1,5 cm, và nó cách xa khoảng 5 cm. 100% hàng của mình không bị sót chết khi sau khi trồng. Cơ chế hoạt động của ba chiếc máy này là như nhau, chúng ta đều dùng tay đẩy. Đây là dưới đây là ba mẫu máy gieo hạt đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam mình. Nó phù hợp để trồng các loại ngô, đỗ, đậu tương, miền Nam gọi là bắp và đậu phộng, lạc vì miền Bắc gọi là lạc còn miền Nam gọi là đậu phộng. Để biết thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ theo số máy 0961 912 891, gặp em Mạnh để được tư vấn và hỗ trợ với các sản phẩm máy gieo hạt. Xin cảm ơn, em có thể hướng dẫn mọi xin người. Xin chào tất cả quý vị và bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và bạn có thể tháo lắp chiếc máy gieo hạt này. Đây là khoảng cách. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xoay cái máy này. Chúng ta sẽ xoay máy và đến ở đây sẽ có hai cái ốc đen. Quý vị có thể nhìn thấy hai con ốc màu đen. Khi đến hai con ốc màu đen, chúng ta sẽ lấy tô vít bốn cạnh, tháo nó ra.
khách của chúng tôi là đang trồng bắp khoảng cách là 22 cm, thì chúng tôi sẽ lắp cho khách như vậy và đồng thời làm một cái video hướng dẫn để quý vị và bạn có thể mua hàng ở cứ bên nào mà chúng ta khó khăn trong vấn đề lắp đặt các thứ, khó khăn trong vấn đề sử dụng thì đều có thể gọi điện theo số 0961 928 91, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho dù bạn là khách của ai. Chúng ta tháo từng nhỏ ra một, tháo nó rất là đơn giản, chúng ta bóp mạnh, đặt ngón tay cái vào cái đường này của bên này và đặt ngón giữa vào ngón đơn nhất bên này, chúng ta nhấc nó ra, nhấc ra. Tôi tháo lắp rất là nhiều nên việc tháo lắp với chúng tôi nó rất là đơn giản thôi. Sau khi tháo còn chiếc mỏ cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn thấy hai chiếc ốc trắng. Vậy thì bây giờ sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tháo lốt hai cái ốc trắng ra. Mọi người có thể thấy là rất là chi tiết rồi. Từng cái ốc đen, từng cái ốc trắng hướng dẫn rất là chi tiết. Mọi người cố gắng làm theo là sẽ làm được. Đây là khoảng cách 22 cm, thì chúng ta sẽ lấy số 7. Tôi lắp nhiều rồi tôi nhớ hết cả khoảng cách này. Số 7, số 8, 20. Ở đây sẽ có số 7. Và chúng ta sẽ đẩy cái mỏ cuối cùng này lên. Thay cái vị trí cái mỏ. Cái miếng căn này thay vào cái số 7. Và miếng căn số 7 này sẽ thay chính vị trí đấy. Và bắt luôn hai cái ốc trắng lại để nó tránh nó bị sọc sạch, bị xê dịch. Đây là tất cả là đồ bằng nhựa nên là quý vị bạn lưu ý một chút, chúng ta chỉ vặn tới tầm tay thôi, vặn quá một tí nó sẽ bung hết ra vì nó bằng nhựa mỏng manh dễ vỡ. Và chúng ta sẽ lắp lần lượt xen kẽ một mỏ, một miếng căn. Chúng ta lắp cứ bình tĩnh lắp, đừng quá vội tốc vội vàng. Vì đây là đồ nhựa. Khi chúng ta vội vàng rất dễ vỡ. Các cái dòng gieo trồng này không thể dùng bằng sắt được. Sắt nhiều quá thì khi mà chúng ta trồng về ướt nó sẽ bị than. Nó sẽ rất nhanh hỏng, còn nhựa còn bền hơn rất là nhiều. Và bây giờ đến cái mỏ cuối cùng. Vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ khóa hai con ốc đen này. Vậy là xong. Ta sẽ thử đo khoảng cách. Vậy là nó phải rơi vào khoảng, khi mà đẩy xích vào nó sẽ rơi vào khoảng hơn 2 một chút. Gần 23. Như vậy là xong. Quý vị và bạn có thể liên hệ theo số 0961 928 91 để mua sản phẩm này. Cũng như là quý vị nào khi mà đã mua sản phẩm này bên công ty khác có thể gọi điện đến cho chúng tôi. Khó khăn trong vấn đề lắp đặt hay vấn đề sử dụng thì chúng tôi đều hướng dẫn hỗ trợ hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi video của chúng tôi.
Xin chào tất cả quý vị và các bạn, đây là máy gieo hạt VinFarm 989. Thì hôm nay là theo yêu cầu của khách là em có lắp khoảng cách. Hiện tại nó đang là khoảng cách 14 mà chúng ta muốn khách của bên em muốn lên 20cm để trồng ngô. Thì ở đây chúng ta xoay chiếc máy này đến điểm hai con ốc đen, quý vị và các bạn làm chậm thôi. Chúng ta lấy nhớ là làm đúng theo hướng dẫn của em. Lắp khoảng cách 20cm thì chúng ta tìm được hai con ốc đen và chúng ta tháo hai con đen ra trước. Ở đây nó sẽ có bốn con ốc ở trên một cái mỏ này, nó sẽ có bốn con ốc, hai con ốc đen và hai con ốc trắng. Thì chúng ta tháo tạm thời hai con ốc trắng đen ra trước. Như vậy là em đã tìm ra hai con ốc đen và tháo xong. Chúng ta bóp vào tay và hai ngón tay này chúng ta đặt vào điểm này. Bóp nhấc lên rất nhẹ nhàng. Chúng ta nhấc lần lượt từng cái chiếc mỏ một. Quý vị và các bạn làm đều tay, chúng ta không cần phải sợ vì đây là người ta sản xuất nó chuẩn rồi, chuẩn theo phương thức này rồi, nên chúng ta cứ thoải mái, không cần quá nhẹ tay, cứ làm bình thường. Em đã tháo lên hết sạch, còn cái mỏ cuối cùng thì nhìn chúng ta sẽ nhìn thấy hai con ốc trắng, và ở đây chúng ta sẽ tháo nốt hai con ốc trắng này ra. Em tháo hai con ốc trắng ra, em sẽ cầm nó trên tay luôn. Chúng ta sẽ cầm luôn hai con ốc trắng trên tay và chúng ta đẩy cái này sang bên này. Chúng ta đẩy cái mỏ này lên một chút và chúng ta tìm đến miếng căn số 8. Nó có số 8 ở đây thì chúng ta sẽ lắp vào, thay thế luôn cái chiếc mỏ cuối cùng vừa chúng ta vừa mới đẩy lên, và chúng ta sau đấy lại bắt luôn hai cái ốc trắng lại để khóa nó không bị xoay vòng. Khi nó xoay vòng chúng ta làm rất vất vả, tạo ra rất là khó, nó lệch cựa. Và lại bắt hai cái ốc trắng cầm ở tay luôn. Tiếp đến chúng ta sẽ tìm những cái số 8 này, vì ở đây là cái mỏ tra hạt. Ở đây sẽ tiếp tục là một cái số 8 ở đây, chúng ta sẽ lắp số 8 vào. Mà đến cái mỏ, chúng ta cứ lắp lần lượt số 8 rồi đến cái mỏ, số 8 rồi đến cái mỏ. Cho đến khi cuối cùng là cái mỏ, cuối cùng là một cặp mỏ nó vào cái chỗ hai con đen và chúng ta khóa lại là xong. Video này em làm rất là chi tiết để quý vị và các bạn khi mua chiếc máy này, chúng ta có thể không phải là lắp 20, chúng ta lắp khoảng cách bao nhiêu cũng được, chúng ta cứ biết cái cách lắp thì cũng được. Mới đầu chúng ta sẽ đắp nó hơi khó khăn một chút xíu, nhưng dần dần quý vị và các bạn sẽ đắp nó rất là đơn giản thôi. Giống như em bây giờ đây, nó chỉ mất khoảng vài phút thôi. 4 đến 5 phút là chúng ta sẽ xong. Bây giờ là như vậy, là còn một chiếc miếng căn cuối cùng. Số 8 cuối cùng đâu rồi? Đây. Em sẽ lắp nốt chiếc cuối cùng này. Như vậy là đã lắp xong. Và bây giờ chúng ta sẽ lắp lốt một cái mỏ cuối cùng. Và ở đây nó sẽ còn lỗ chừa để lắp hai con ốc đen lúc đầu chúng ta ra. Lúc đầu chúng ta tháo nó ra, bây giờ chúng ta lắp vào.
Dạ vâng, như vậy là em đã lắp xong. Và bây giờ em sẽ thử đo khoảng cách khách muốn 20 cm đây. Bây giờ sẽ đo từ đầu mỏ này đến đầu mỏ kia. Dạ vâng, quý vị có thể nhìn thấy đúng 20 cm luôn. Xoay cho quý vị nhìn dễ. Đúng 20 cm, mỏ số 8 là vừa chuẩn 20 cm. Để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm, những dòng sản phẩm máy gieo hạt này thì quý vị và các bạn có thể liên hệ theo số 0961 92891 để được tư vấn và hỗ trợ. Và em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Chúc quý vị và các bạn làm việc hiệu quả. Chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay em sẽ lắp chiếc máy gieo hạt. Vừa ra em khui phùng mở ra. Đây là toàn bộ chiếc máy. Ở đây em sẽ tiến hành lắp giác cài ở chân. Chúng ta sẽ lật thẳng lại lên và lấy phụ tùng ra. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy những con ốc này để lắp cài. Vì vậy là lỏng hai con ốc ra. Sẽ đi lấy sâu vít. Chúng ta lưu ý là nới lỏng ra một chút vì càng này nó sẽ được nữa, nó sẽ nới lỏng đều. Đấy, chúng ta sẽ lắp theo hướng này, con ốc này nó sẽ gần vào cái khung máy nhất. Một người nó sẽ tương đối là khó lắm. Chúng ta sẽ đẩy kịch vào và vặn chặt hai con ốc, bốn con ốc chúng ta vừa lấy ra. Sau đó chúng ta sẽ mở túi đồ ra, sẽ lấy lò xo. Đến lắp quả lô đất. Chúng ta lưu ý một chút là chúng ta sẽ lắp hai cái lỗ này nó sẽ gần bên này nhất để móc lò xo vào dễ, chứ không quý vị lắp được móc rất là khó. Sau đó lắp ốc.
khi chúng ta lắp xong cái tay này, chúng ta sẽ lắp xong lò xo, chúng ta sẽ lắp cái tay này là sẽ xong. Sẽ rất chặt. Vậy là đã phần chặt lốt lại là đã sẽ là xong. Rồi cho nó ra đi. Cái gì? Người kinh người. Không ai chịu được. Như vậy là đây là toàn bộ cái chiếc máy Vinafarm 999 đã được lắp hoàn thành. Và như thế, nó là dựng đó. Quý vị và các bạn, đây là chiếc máy gieo hạt Vinafarm 999. Lắp chiếc máy này thì nó cũng tương tự như chiếc máy 999 kia thôi. Quý vị sẽ đặt lên trên cái cốp, sau đó chúng ta cũng sẽ mở cái lắp ra. Chúng ta sẽ tìm đến những chiếc ốc, những lò xo thì cũng tương tự như chiếc máy 999. Chúng ta cũng sẽ nới lỏng con ốc này ra. Chúng ta sẽ nới lỏng bốn lớp hai bên này. Như vậy thì nó sẽ lắp cả. Còn chúng ta cũng như những chiếc máy khác, thế này bạn chặt cái con lốc này lại. Lấy cái lò xo mắc như cái trước này. Chúng ta sẽ tiến hành lắp cái quả lô lắp. Quý vị quay tay lắp rất là nhanh.
sau đó chúng ta sẽ bắt vào xo. Tương tự cái bên kia thì chúng ta cũng sẽ lấy lọc, lấy lọc cái khớp lối ra. Chúng ta ấn kích ra. Chúng ta sẽ ấn kích vào. Sau đó chúng ta sẽ siết ốc. Siết hết những con ốc mà chúng ta vừa lấy lỏng ra. Như vậy là tôi vừa hoàn thành ra việc lắp chiếc máy gieo hạt Đa Năng 989. Sau khi chúng ta đã lắp xong chiếc càng này, chúng ta sẽ tiến hành lắp càng thiết là xong. Chiếc máy này lắp rất là đơn giản. Chúng ta quý vị sẽ tìm đến hai cái đen đen này, gọi là cái khớp lối. Chúng ta sẽ lấy lọc chúng ra. Lấy lọc 4 con vít. Đó, chúng ta sẽ lắp vào đây. Chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em chỉnh chiếc máy gieo hạt bổ phân. Đây là chiếc gieo hạt bổ phân Vinafarm 999. Một mỏ tra hạt và một vỏ cho phân. Mỏ cho phân nó dài hơn. Thì đây là theo cái máy, chiếc máy này mặc định mang về là nó sẽ bỏ phân tương đối là nhiều. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn là chúng ta sẽ chỉnh cho nó ít phân đi. Công nhận người Trung Quốc thông minh thật. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần đúng một cái tô vít, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ xoáy lưới lỏng cái này ra, sẽ lưới lỏng con ốc ở cái mỏ ra, nó sẽ đẩy lên đẩy xuống được như thế này. Đẩy kịch sẽ tương đối ít phân, chúng ta sẽ để khách của tôi yêu cầu là khoảng 70-80% so với cũ thì sẽ nhích lên một chút xíu. Sau đó chúng ta lại vặn chặt lại. Tương tự với các mỏ khác như vậy, rất là đơn giản thôi. Như vậy là cái lượng phân nó sẽ bỏ xuống, nó sẽ ít đi rất là nhiều so với lượng phân để mặc ban đầu. Vì là cái này nó sẽ để kịch đây, nó sẽ bón mỗi lần khoảng một nắm to nhỉ. Nhưng mà khi chỉnh lại nó sẽ rất là ít. Tương tự với tất cả các mỏ khác cũng như vậy thôi. Mỏ này tôi đã chưa chỉnh, sẽ vẫn như vậy. Vẫn tháo cái này ra, nới lỏng một chút xíu ra. Đừng tháo hết ra, đẩy xuống. Chúng ta đứng ngồi nghiêng chúng ta có thể nhìn thấy. Và chúng ta vặn chặt lại. Vậy là xong. Vậy nó sẽ bón đi lượng phân đi tương đối ít so với ban đầu. Thì đây là bón lót nên chúng ta không cần bón quá nhiều. Đây tương tự vậy, chúng ta sẽ để đến tầm này. Và chúng ta sẽ vặn chặt lại. Ok. Rất đơn giản. Đây cũng như vậy. Chúng ta sẽ bạn như vậy, vậy cho đến khi nào chúng ta bạn hết các mỏ nó ok là ổn được. Đây cũng vậy, đây tôi đã chỉnh. Như vậy là ok. Quý vị và bạn còn gì thắc mắc về cái chiếc máy gieo hạt này thì có thể liên hệ với tôi theo số 0961912891. Bất kể cái loại gieo hạt nào mà tương tự như loại này thì tôi đều có kiến thức để tư vấn cho quý vị các bạn. Bắt đầu máy gieo hạt. Ông Dũng đội cái mũ mát đấy, chuẩn đấy. Là rơi vào khoảng 150m đúng không Dũng? 150m đấy. Zin 150m.
vậy là mình cứ nhân là mỗi 2 phút một hàng. 2 phút một hàng. À, 8 phút. Một sào là được 4 hàng này. Là một sào 8 phút trồng ngô. Lầy hai hàng không hết phân được đúng không ạ? Để đây ở dưới cái được nhiều mà. Một lót chỉ cần đấy thôi. Con thúc thì mấy cho nhiều cho con lót bây giờ là kín. Mùi ở cái đấy nó bén lên. Bén phân để nó lên cây. Cái mầm lên, nó lên, mầm nó thân. Trồng cái này cái gặp mưa không chết. Nó không gặp hố ở dưới. Vâng. Mình bổ kia là sẽ có hố. Hố là một hai lớp dày mỏng. Nó còn rất to nó ăn vào. Hai phút. Stop, cháu nhỏ thì. Máy gieo hạt đang trồng, đây là giống ngô ngọt. 1.200.000 một cân đúng không Dũng? 1.200.000 một cân ngô ngọt. Ngô ngọt này. Đây, phố đây rồi, à hàng đây rồi. Trồng rất đẹp và đẹp. Máy gieo hạt Vinafarm 999 vừa gieo hạt vừa bỏ phân. Trồng giống ngô ngọt 1.200.000 đồng 1 kg. Một cái máy bằng có 2 cân ngô chú. Hơn 2 cân ngô. Ngô đắt thật. Thời gian. Nếu bây giờ người mà lắng bây giờ lại trồng mệt lắm. Thật đẩy lên nó có đỡ thay nhau đẩy. Cứ đẩy như chú Dũng ấy. Nó đều vai một tí là nó ra đều lắm. Cứ để làm sao cái càng cái máy nó dựng đúng cái phương kia là chuẩn. Đấy ông đó. Phân là vừa đẹp đấy. Phân vừa đẹp. Một xà bắc bộ 360 m² là 8 phút. Về mình nhìn thì phải biết hàng là chỗ nào. Chỉ biết là chỗ chuột nó khôn lắm. Ở hố là biết là hố nhói. Chỗ chân của ông Dũng này. Cái dòng này cũng như này hố nhói. Đẩy lần này sẽ nhanh hơn. Hết phần. Mấy người ngô đây. Ngô cũng hết rồi. Còn. Bầu là có xuống được không? Còn vẫn xuống được không? Nó vẫn xuống ở đầu kia cơ. Rồi, đi tiếp. Nó chạy vòng quanh không? Bao giờ hết sạch rồi thì mới hết. Hai phút một hàng, một xào 4 hàng, 150 m dài 8 phút. Máy gieo hạt Vinafarm. Chất liệu làm bằng nhựa nguyên chất. Mũi chia 3 sắc bén, dễ dàng đâm sâu vào nền đất. Tay cầm êm ái nhờ có bọc lót cao su. Hộp chứa hạt giống lớn, giúp chứa nhiều hạt giống hơn. Máy có cả loại vừa gieo hạt, vừa bón phân. Thank you.
Giày, ăn dưới chiều, tối về ăn là khác được cơ. Bây giờ sớm mà thôi. Giới thiệu đi. Không có giới thiệu đâu, thế em đẩy một người đi. Ui, không đi được rồi. Ôi dồi, cái kiến thức trả lại, ăn ngon thôi. Đều có hết được không? Đúng rồi. Đi đi đi, sang cái khác đi, sang cái khác đi. Anh em ơi. Đấy, trời ơi. Đập cân tính điệu đấy. Được chưa, các em? Xin giới thiệu với bà con, đây là chiếc máy trà ngô mới nhất của công ty điện Tây Hoàng Long chúng tôi. Máy trà này trà 10 hạt đều nhau cả 10. Trà xong chúng ta còn có thể ăn luôn. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị bạn lắp bộ chia hạt. Thì ở đây là khi chúng ta sẽ lắp vật lên cái phần có cái hộp này và chúng ta sẽ xoay. Quý vị bạn có thể xoay cái hình tròn này, nó sẽ khớp hình tròn này. Sau đó chúng ta sẽ tháo ra. Như vậy nó đã khớp nhau. Chúng ta sẽ ấn một cái lệ này, mở ra. Bên trong cũng tương tự. Chúng ta sẽ lấy bộ chìa ra. Đây là cái gạt hạt, quý vị lưu ý một chút. Hiện tại ở đây thì nó đang có hai cái trắng hình tròn, một cái không có lỗ, một cái có lỗ. Cái không có lỗ này để làm gì? Cái không có lỗ là để bịt hạt giống nó không chui vào từ cái lỗ bên này, còn bên này nó sẽ chui được vào. Và cái này sẽ gạt ra sẽ bỏ cái mỏ này, sẽ bỏ cái tấm nhựa chắn này rồi rơi vào đây. Ok. Hiện tại thì khách của chúng tôi đang trồng ngô trong miền Nam gọi là bắp, thì chúng ta sẽ mở máy ra. Trong này có những cái bộ như thế. Hạt bắp nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với hạt đậu phộng. Chúng ta có thể so sánh. Hạt này sẽ phù hợp với hạt bắp này, hạt giống bắp sẽ phù hợp với hạt nhất. Này thì phù hợp với hạt lạc, đậu phộng đấy. Thì chúng ta sẽ lắp cái này ở dưới, cái không có lỗ ở dưới, vì đây đang trồng một hạt. Nếu như trồng hai hạt thì quý vị sẽ lắp hai cái này song song với nhau. Và sẽ lấy một cái này ở trong cái túi đồ ra sẽ có. Bây giờ tôi sẽ lắp là trồng một hạt bắp một cái dưới đến cái này. Lắp cái này rất là đơn giản thôi, không có một gì khó khăn cả. Cái này nó sẽ ướm vào một cái cột bên trong này, nó màu đỏ. Chúng ta sẽ lái cái màu đỏ ra, chúng ta đút vô là được. Như vậy là đã xong và chúng ta khóa lại, như lúc cũ là ok. Này lắp vào đây. Chúng ta khi xoay nghe tách cái là được. Cái này cũng vậy, tách ra là ok. Đấy, xong. Như vậy là cô đang lắp chiếc máy này với khoảng cách 22cm và gieo một hạt bắp. Ok. Xin chào tất cả các bác. Phải theo yêu cầu của một bác, yêu cầu em lắp con máy Vinafarm 989 này, khoảng cách 26cm để trồng ngô ngọt. Thì hôm nay em có làm một cái video hướng dẫn. Thì đầu tiên chúng ta tháo máy, chúng ta bóc máy ra, chúng ta tìm đúng cái miếng có hình chữ Trung Quốc này, là chúng ta lắp vào thay thế các cái dụng cụ này, là sẽ tháo những cái mỏ này ra và chúng ta sẽ lắp những miếng căn này vào để tăng khoảng cách lên, nó lên khoảng 26-27cm gì đó. Thì hôm nay em sẽ lắp ráp hướng dẫn quý vị một chút xíu. Đầu tiên quý vị và các bạn hãy tìm đến cho em cái hai con ốc màu đen. Chúng ta tháo ra, con này thì em làm nhiều rồi, nó cũng rất là đơn giản thôi, rất là quen tay rồi. Thì chúng ta tháo hai con ốc
màu đen này ra trước. Sau khi tháo con ốc màu đen ra thì chúng ta sẽ tháo từng cái mỏ ra một cho đến lúc hết. Vẫn như mọi lần thôi, tháo ra đơn giản thôi. Quý vị tháo từng mỏ ra một. Anh em nên làm từ từ tuần tự, chúng ta không phải về vội cả. Vì cái này nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà mình làm mạnh tay quá, khéo nó vỡ cái gì đấy, rất là mệt. Ở đây em làm quen tay rồi thì nó không có gì khó khăn cả. Như vậy là tháo hết rồi, bây giờ chúng ta còn đến hai con ốc trắng. Đây đến hai con ốc trắng thì chúng ta tháo lốt nó ra thôi. Chiếc máy này nó có rất là đa năng đấy. Anh em có muốn em lắp khoảng cách nào thì anh em cứ yêu cầu thôi. Bên em sẽ lắp cho ok hết. Mọi người muốn khoảng cách nào em báo là lắp được thì chắc chắn là sẽ lắp được. Bên khác họ không lắp được thì đấy là việc bên họ. Còn bên em vẫn lắp được. Em có mẹo lắm. Hai con ốc trắng em cầm trên tay, giờ em khóa lại luôn. Mọi người trồng cây gì cứ yêu cầu ra, nếu như làm được và cây đấy trồng được, em bảo trồng được thì mọi người cứ ok tin tưởng là sẽ trồng được. Chúng ta mua máy về là phải trồng được. Máy mua về không dùng được thì gọi gì là máy á. Đấy, ok, như vậy là em đã chốt xong để nó tránh xê dịch hai cái bên đĩa này. Đĩa này và đĩa này nó mà xê dịch lệch nhau là chúng ta lắp rất là vất vả. Bây giờ thì em sẽ lắp từng cái mỏ một. Cứ một miếng đệm lại lắp một cái mỏ. Đến một miếng đệm. Đến một cái mỏ. Ở đây thì bác trong Tây Nguyên này bác trồng ngô ngọt. Ngô ngọt, không biết là quý vị bạn có biết cái cây ngô ngọt hay là miền Nam gọi là bắp ngọt. Là cái hạt bắp đấy đó, nó méo 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 méo. Nó trồng khó hơn các loại ngô bình thông thường. Cho nên chúng ta phải để ý một chút. Bên em làm thực tế luôn, lắp ráp các thứ. Quý vị và các bạn khách hàng bên em cứ yêu cầu và máy lắp cho anh bao nhiêu em bảo là ok, anh lắp được em sẽ lắp, không lắp được em sẽ bảo là máy này không lắp được cái khoảng cách đấy. Như vậy là em đã lắp hết rồi, xong hết rồi. Và bây giờ đến khóa hai con đen lúc đầu, hai con lúc đầu tháo ra và bây giờ là khóa lại, là chốt lại là ok. Chiếc máy này nó làm bằng nhựa, nó không bền lắm đâu. Chúng ta cố gắng làm sao dùng cho giữ gìn một chút. Về nhà quý vị và các bạn giữ gìn vệ sinh mà sạch sẽ giúp em. Tra dầu vào những con cái chỗ bằng kim loại. Tra dầu mỡ bảo quản vào cái kim loại. Ok. Bây giờ khi em lắp xong rồi thì đi tìm đến ngay chỗ điểm này. Chúng ta tháo hai cái mặt này ra. Hiện tại nó đang lắp bộ chìa khá là to đấy. Đây em tháo ra cho chúng ta xem, đây nó rất là to. Ở đây thì nếu mà quý vị trồng cái hạt, nếu quý vị mà các bạn trồng cái hạt đỗ đen thì đỗ đen hoặc đỗ tương, chúng ta lấy số 4, nó là nhỏ nhất. Số 4 thì là đến lại số 5 thì cái số 5 này nó cũng tương đối là to. Tuy nhiên là nó cũng gọi là tương đối. Để khi cái hạt ngô ngọt, khi cái hạt ngô ngọt chúng ta dùng miếng số 5 này thì một nó sẽ ra một hạt, hai hoặc là hai hạt. Nó sẽ không ra quá nhiều. Hạt ngô ngọt nó hơi dài, hơi méo. Thì bây giờ em sẽ thay miếng số 5 vào để cho anh ý trồng. Nếu như anh ý bảo là ra nhiều hạt ngô, sót ngô lắm. Do
có giống lắm thì anh ấy sẽ lấy số 4 thay cái hạt này, thay cái miếng này là ok. Còn anh bạn thoải mái đi, hai hạt thì càng đỡ bị dặn, ok là phê thôi. Như vậy này em đã lắp xong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em. Chiếc máy này là chiếc máy Vinafarm 989. Quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng mà muốn lắp ráp nó về khoảng cách bao nhiêu thì cứ alo cho em theo số 0961 912891. Em bảo khoảng cách đến lắp được là lắp được, em bảo khoảng cách không lắp được là không lắp được. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của em. Không phải không chậm đến những cái hai quá nhiều nhỉ. Mùa này đất khô nhanh quá. Chú đút vào trong á. Ô chú làm ít cát được. Cát sợ là nó cạo là nó mòn này. Con này sao chế lại để bỏ phân ít được đấy chú. Nó dễ đấy mà, nó tháo kia ra mình căn lại là được. Cho nó bé đi thôi. Vì cháu bảo cái này chỉ là bón lót thôi mà bón nhiều quá nó không lên. Bón thúc mới bón nhiều. Máy gieo hạt Vinafarm. Con này kể ra thầu hết cả chỗ bãi trồng cũng được này. Con này trồng nhanh lắm. Mình nên trồng ít, chú ở trong miền Nam họ trồng nhiều lắm. Người ta đẩy, chú biết là đẩy nữa mà. Cái mòn, cái mỏ kia là chú kìa, nó mòn hết luôn ấy. Mòn cụt hẳn luôn. Đẩy ghê thế cơ mà. Cho lắp cái chia to hơn thì sẽ không bị mất hạt. Mắc vào dây. Ê. Một 150 mét bắt đầu. Đi không nóng.
hai bà căng dây người ta xá hả chú Dung? Thôi đưa hai bà căng dây. Một trăm năm mươi mét mà đẩy hết được một phút rưỡi chú, nhưng mà đi là nó mệt, chả mệt cho đi đẩy mệt, nó chỉ nói chung là nó đỡ nhiều người chồng thôi, chứ đẩy một mình là mệt lắm đấy. Đúng một phút rưỡi, một phút sáu mươi giây, hai phút đây. Như vậy là hai phút đẩy hết 150 mét. Hàng này dài này. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, đây là chiếc máy gieo hạt 2 phút 9. Chiếc máy này thì nó rất là đa năng, khoảng cách ban đầu nó khoảng 14 cm và nó có thể lên tối đa 32 cm. Rất nhiều quý vị và các bạn muốn trồng ngô với khoảng cách như vậy nhưng mà chúng ta không biết lắp. Hôm nay em sẽ giới thiệu và hướng dẫn chúng ta sẽ lắp làm sao chiếc máy này lên tới khoảng cách 32 cm để chúng ta có thể trồng ngô. Dạ vâng, đầu tiên như thường lệ chúng ta vẫn tìm đến hai con ốc đen. Đây quý vị các bạn có thể nhìn thấy hai con ốc màu đen nha. Rất là đơn giản, chúng ta sẽ tháo hai con ốc màu đen ra. Chúng ta vẫn sẽ gỡ từng cái mỏ mỏ ra một. Đầu tiên chưa làm quen chúng ta có thể làm chậm một chút. Tôi làm quen rồi tôi có thể làm rất là nhanh. Như vậy là em đã tháo xong một cái tháo xong các mỏ ra và còn hai chiếc ốc màu trắng chúng ta sẽ tháo lốt ra. Bây giờ chúng ta sẽ lắp khoảng cách 32 cm nhé, rất là lớn đấy. Chiếc máy này nhiều người không biết lắp khoảng cách này nên quý vị các bạn xem kỹ một chút xíu chúng ta sẽ lắp được. Tháo ra chúng ta sẽ đẩy lên. Sau khi đẩy lên chúng ta sẽ tìm ở trong túi phụ kiện. Có những mảnh số 10 này là mảnh to nhất, chúng ta có thể nhìn thấy cái mảnh có chữ tàu này. Chúng ta sẽ lắp giúp em là cái mảnh số 10 vào. Có nhiều mảnh có vía nên là rất khó lắp, và cái này là có vía. Chúng ta sẽ lấy dao chúng ta gạt bớt cái vía đi, chúng ta sẽ lắp được. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái mỏ này vào, cái to nhất vào, và tiếp tục chúng ta sẽ lắp một cái nhỏ vào gì đó. Sau đó chúng ta khóa hai ống trắng lại. Việc lắp khoảng cách này thì chiếc máy này tăng từ 12 mỏ xuống nó chỉ còn có 5 mỏ thôi. Đây nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lắp lần lượt. Cái số 10 nó rất là nhiều nhưng mà nó rất hay bị via. Ta sẽ lắp số 10. Lắp một chữ tàu. Lỗi sản xuất rất là nhiều. Toàn bị vía thôi, bị vía các bạn.
ta rát tương tự. Tương tự là chúng ta sẽ rát như vậy thôi. Là cứ một cái to này, một cái bé thành cái to, sau đấy một cái bé sau đấy cái mỏ. Đây cũng vậy. Đây quý vị có thể thấy đây là hoàn thiện, gần hoàn thiện, và một chi tiết cuối cùng nữa, cái bé này cuối cùng lắp thêm cái mỏ này. Sau khi lắp xong chúng ta cũng khóa lốt hai con ốc đen lại, và chúng ta sẽ đo xem khoảng cách của chiếc máy này hiện tại nó là bao nhiêu cho quý vị và các bạn có thể thấy nó đã lên tầm 32. Từ một chiếc máy 12 mỏ, giờ nó chỉ còn có 5 mỏ này. Vậy là xong. Chúng ta có thể đứng rất là xa, rất là rộng. Hoàn thiện. Lên 31,5 cm. Đây là 31,5 cm theo chúng ta đo theo hướng dọc nhá. Cái này nếu chính xác nó sẽ là chạy hình vòng cung này, nó sẽ lên khoảng 32 cm là chuẩn nhất. Quý vị bạn tham khảo với cách lắp này để chúng ta có thể lắp được chiếc máy gieo hạt này thành cái máy trồng ngô.